Vì chúng sinh nhiễm ô nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm ô. Vì chúng sinh nhiễm ô ở trong thế giới hải này cho nên thế giới hải này trở thành nhiễm ô mà có cảnh giới nhiễm ô hiện tiền. Vì chúng sinh trụ tu phước rộng lớn nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh. Vì chúng sinh tu phước rộng lớn, đầy đủ phước bóng, vì trụ ở thế giới hải này thanh tịnh, cho nên thế giới hải này có nhiễm tịnh trong kiếp nhiễm tịnh có vô lượng kiếp thành trụ hoại không biến hóa. Vì tin hiểu Bồ Tát trụ nên thế giới hài chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh. Tin hiểu hành chứng là bốn giai đoạn của kinh hoa nghiêm do tin mới hiểu được. Từ hiểu mới thực hành, do thực hành mới có chứng đắc, tin là bước đầu tiên. Do đó, Phật Pháp như biển chỉ tin mới vào được. Lại có câu rằng, tin là nguồn đạo mẹ công đức nuôi lớn tất cả các căn lành bạn tin sâu Phật Pháp chẳng nghi thì sẽ có ngày hiểu rõ, tin là điều kiện cơ bản để nghiên cứu Phật Pháp. Xong bạn phải tham thiền, phải sinh tâm nghi, hai Pháp này không thể cùng ngày mà nói, nghiên cứu Phật Pháp thì nhất định phải tin, tham thiền thì nhất định phải khỏi nghi tình. Do đó, đại nghi, đại ngộ, tiểu nghi, tiểu ngộ, giống như đánh chuông, đánh mạnh thì kêu to, đánh nhẹ thì kêu nhỏ, chẳng đánh thì chẳng kêu. Có người nói đấy chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Chẳng phải vì pháp môn chẳng giống nhau. Pháp môn tham thiền là dùng một vọng tưởng để khống chế các vọng tưởng. Do đó, dùng độc trị độc, đè nén vọng tưởng đến sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ, hồi đầu thì khai ngộ. Lúc đó đạt đến cảnh giới trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Bây giờ đang nói chữ tin là tin đạo lý kinh hoàng nghiêm. Bạn tin kinh hoàng nghiêm rồi, thì sẽ minh bạch nghĩa thật của kinh Hoa Nghiêm, thì sẽ y theo đạo lý kinh Hoa Nghiêm mà tu hành. Tu hành mới có thể chứng được cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm, cho nên tiền hiểu hành chứng bốn giai đoạn có quan hệ với nhau. Nếu hiểu mà không thực hành thì giống như người đói, nói món ăn thì không thể nào no được, cũng giống như người nghèo đếm tiền cho họ, cuối cùng vẫn là người nghèo, cũng chẳng có gì. Suốt ngày đếm tiền cho họ, mình chẳng có xu nào nếu nói chẳng tu hành, lỗi lầm cũng như vậy. Hành mà không hiểu, tức như người mù luyện đuôi, lãng phí công phu, chẳng lãnh hội được gì. Vị tín giải Bồ Tát này, chỉ cần bạn có đầy đủ tín và giải thì là tín giải Bồ Tát. trụ ở thế giới này và tu phước rộng lớn, phàm là chúng sinh tu phước rộng lớn thì sẽ có tín tâm, hai loại chúng sinh này ở trong thế giới hải đều có kiếp nhiễm tịnh do nhiễm chuyển biến thành tịnh, do tịnh chuyển biến thành nhiễm, nhiễm nhiễm tịnh tịnh, tịnh tịnh nhiễm nhiễm. Tại sao? Vì hai thứ tâm của chúng sinh này vẫn chưa có cảnh giới thuần túy thành tịnh chẳng nhiễm, nghĩa là chẳng buông bỏ hết hoàn toàn nhiễm ô, cũng chẳng để khỏi hoàn toàn thanh tịnh, cho nên nhiễm tịnh xen tạp với nhau, có tịnh có nhiễm, có nhiễm có tịnh. Loại chúng sinh này khi tinh tấn thì thanh tịnh, khi thối lùi thì nhiễm ô, giống như một niệm trước thì muốn xuất gia tu hành ra khỏi ba cõi, chứng quả thành Phật, đây là thành tịnh. Một niệm sau thì muốn hoàn tục về nhà lấy vợ, sinh con đẻ cháu, có thể truyền tông tiếp đại, có thể kêu con xuất gia tu hành. Đây là tịnh nhiễm xen tạp với nhau, hốt nhiên trên trời, hốt nhiên dưới đất, hốt nhiên làm ngạ quỷ, hốt nhiên làm súc sinh, hốt nhiên làm atula, hốt nhiên làm người, tức cũng là một niệm thiên đàng, một niệm địa ngục, một niệm cõi Phật một niệm cõi nhân gian đây là kiếp nhiễm tịnh chuyển biến kiếp chuyển biến là gì tức là do một niệm để chuyển biến tại sao hốt nhiên nghĩ muốn hoàn tục tại sao hốt nhiên muốn tu hành đó đều là kiếp nhiễm tịnh chuyển biến một niệm trước muốn tu hành đây là tịnh một niệm sau muốn hoàn tục đây là nhiễm đừng nói chi đến thế giới hải có kiếp nhiễm tịnh chuyển biến mà ở trong tâm của chúng sinh cũng có kiếp chuyển biến. Các vị thiện trí thức phải hiểu rõ thâm sâu về đạo lý này. Tại sao ta chẳng có trí khí, chẳng có tâm thường hằng, làm việc bỏ giờ giữa đường, không thể có thủy có chung? Tại sao ta lười biếng, chẳng hoan hỉ làm việc khổ nhọc? Tại sao ta chẳng làm đệ tử của Phật tránh chi tránh kiến? Tại sao ta phải sinh tư tưởng tà tri tà kiến? Đó là hiện tượng kiếp chuyển biến. Vì vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ đà nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành thuần thanh tịnh. Vì trong thế giới hải có vô lượng vô biên chúng sinh cùng phát tâm Bồ đà cho nên thế giới hải này chuyển biến thành kiếp thần thanh tịnh. Thế giới hải hoàn toàn thanh tịnh rồi thì chẳng còn hiện tượng đòi ác năm trường. Thế giới hải thanh tịnh, càng thanh tịnh là do tinh tấn mà thanh tịnh. Hôm nay tinh tấn, ngày mai tinh tấn, càng ngày càng tinh tấn do đó càng ngày càng thanh tịnh thanh tịnh biểu thị cho minh bạch nhiễm ô biểu thị cho hồ đồ vô mình càng ngày càng ít trí tuệ càng ngày càng nhiều đây là kiếp chuyển biến thành tịnh kiếp chuyển biến đều ở trong tâm của chính mình chẳng phải ở bên ngoài nếu ở bên ngoài thì chuyển biến chẳng có quan hệ gì với chúng ta chúng ta phải nghiên cứu trong tự tánh phải nghiên cứu sự thành hoại của tự tánh sự nhiễm ô của tự tánh sự thanh tịnh của tự tánh phải ở chỗ này mà hạ thủ công phu mới có thể minh bạch cứu kính, bằng không thì sai một đi đi một dọc. Vì các Bồ Tát ai nấy đều du khắp các thế giới, nên thế giới hải vô biên trang nghiêm kiếp chuyển biến. Bồ Tát cũng thường du hành, nhưng chẳng phải du sơn ngoạn thủy, cũng chẳng phải thưởng thức phong cảnh, càng chẳng phải tham quan, danh lam thắng cảnh, mà là vì gần gũi chư Phật, cho nên ai nấy đều du khắp hết thảy đạo tràng của các thế giới. Chư Phật dùng vô biên kiếp để tra nghiêm cõi nước, hoàn ngành Bồ Tát đến tham quan. Vô biên sự tra nghiêm này là tránh tri tránh kiến. Tóm lại, có tránh tri tránh kiến, tức là thanh tịnh, có tà tri tà kiến, tức là nhiễm ô, hiện tại chuyển biến thành tránh tri tránh kiến. Vì mười phương tất cả thế giới hải, có các Bồ Tát vân tập nên thế giới hải vô lượng đại trang nghiêm kiếp chuyển biến. Trong mười phương thế giới hải, có vô lượng vô biên Bồ Tát đều vân tập trong đạo tràng này. Mười phương Bồ Tát tức là những người chúng ta phát tâm Bồ đề Kiếp Đại Trang Nghiêm tức là tránh tịnh tránh thọ của chúng ta. Thế giới hải vô lượng Đại Trang Nghiêm kiếp cũng có sự chuyển biến. Vì chưa phải thế tôn vào Niết Bàn, nên thế giới hải Trang Nghiêm diệt kiếp chuyển biến. Vì chưa phải thế tôn vào Niết Bàn, cho nên thế giới hải Trang Nghiêm tịch diệt trở thành thường tịch quang tịnh độ kiếp này có sự chuyển biến vì chư phật xuất hiện ra đời nên tất cả thế giới hải rộng lớn nghiêm tịnh kiếp chuyển biến vì chư phật xuất hiện ra đời cho nên tất cả thế giới hải đều chuyển biến thành kiếp rộng lớn nghiêm tịnh khi bồ tát di lặc hạ sinh thì đất đai của thế giới này bằng phẳng như tấm gương hoa quý cỏ mềm đầy các mặt đất đủ thứ cây cối hoa quả sum suê tuổi thọ của con người đến 8 vạn tuổi, trí huệ, uy đức, xác lực đầy đủ, an ổn, khoái lạc, chẳng có nạn nước, lừa, đào bình và việc đói khát độc hại, vừa dường ao hồ đầy khắp thiên hạ, đều là nước có tám công đức, vì Phật ra đời mới có cảnh giới này, vì thần thông biến hóa của Như Lai, nên thế giới hải kiếp thanh tịnh, chuyển biến khắp. Vì Phật xuất hiện ra đời thì có thần thông biến hóa, cho nên thế giới hải khắp thanh tịnh chẳng những Bồ Tát hiện thân thuyết pháp mà chư Phật thường thường cũng hiện thân thuyết pháp, đây là kiếp thanh tịnh chuyển biến. Phẩm thấy bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có ba lần biến cõi nước. Một, biến thế giới ta bà thành thanh tịnh, lưu ly đi làm đất, cây báu trang nghiêm, vàng thật làm dây giang tám ngả đường. Hai trong tám phương, mỗi phương biến ra hai trăm vạn ức na do tha cõi nước, đều kiến cho thanh tịnh ba lại ở trong tám phương đều biến ra hai trăm vạn ước na do tha cõi nước thầy đều thanh tịnh cho nên gọi là ba lần biến như vậy bồ tát phổ hiền muốn thuật lại nghĩa trên bén nương oai lực của đức phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng lúc đó bồ tát phổ hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên nên nương đại oai thần lực của phật khắp quán sát tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới mà nói ra bài kệ Tất cả các cõi nước đều tùy nghiệp lực sinh. Các ông nên quan sát tướng chuyển biến như vậy. Thế thầy tất cả các cõi nước đều tùy theo nghiệp lực sinh ra. Các vị đệ tử của Phật nên quan sát tướng kiếp chuyển biến là như vậy. Các chúng sinh nhiễm ô, nghiệp cảm buộc đáng sợ, tâm họ khiến biển cõi, tất cả thành nhiễm ô. Thế thầy chúng sinh đều có tham sân si mạng nghi năm thứ nhiễm ô họ khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Nghiệp này cảm trói buộc, rất là đáng sợ. Vì tâm chúng sinh tạo nghiệp khiến cho tất cả biển cõi đều biến thành nhiễm ô, chẳng những không khí nhiễm ô, hoàn cảnh nhiễm ô mà tư tưởng cũng nhiễm ô, tất cả đều biến thành thế giới hải nhiễm ô. Nếu có tâm thanh tịnh, tu các hạnh phước đức, tâm họ khiến biển cõi, tạp nhiễm và thanh tịnh. Nếu như có chúng sinh tâm thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh để tu hạnh môn các phước đức, tức cũng là trong tu trí huệ, ngoài tu phước đức, tu tất cả hạnh môn loại người, thì khiến cho tất cả biển cõi nước hoặc có nhiễm ô mà chẳng thanh tịnh, hoặc có thanh tịnh mà chẳng nhiễm ô, hoặc nhiễm tịnh sen tạp chẳng thuần. Người tu phước vì quả báo quá lớn hay khiến cho biển cõi nước có nhiễm ô có thanh tịnh, khiến cho thế giới tịnh nhiễm sen tạp. Tại sao? Các vị nghiên cứu thì sẽ biết Phạm là người có phước báo thì có nhiều chấp trước, có nhiều pháp nhiễm ô, suốt ngày đến tối cứ nghĩ hưởng thụ, nghĩ vui chơi, chẳng phải uống rượu thì nhảy đầm, đây là pháp nhiễm ô. Người tu đạo cho rằng hưởng thụ là tiêu phước, thọ khổ là hết khổ cho nên chẳng chú trọng về hưởng thụ vật chất mà chú trọng về tu dưỡng tinh thần. Do đó chẳng bị vật chất dẫn dụ mê hoặc. Có người nói tôi có định lực, chẳng bị vật chất làm mê hoặc có cảnh giới mắt quán hình sắc trong chẳng có tai nghe việc đời tâm chẳng hay tôi thấy mà chẳng thấy nghe mà chẳng nghe bạn đạt được cảnh giới tâm chẳng động như thế thì thật là không thể nghĩ bàn hy vọng mọi người đặc biệt chú ý về điểm này ai ai cũng có thể đạt đến cảnh giới tâm bất động tin hiểu các bồ tát ở trong kiếp đó sinh tùy tâm họ mà có thế hít tạp nhiễm thành tịnh có tín tâm có trí huệ thì hiểu rõ tất cả pháp của các bồ tát ở trong kiếp đó sinh ra để theo tâm của họ nhiễm hoặc tịnh cho nên thế giới cũng có tịnh cũng có nhiễm tạm nhiễm thanh tịnh đều thấy được vô lượng các chúng sinh đều phát tâm bồ đề tâm họ khiến biển cõi kiếp trụ thường thanh tịnh hết thảy vô lượng vô biên tất cả chúng sinh hoàn toàn Pháp bồ đề tâm thì có thể chuyển mê thành ngộ khiến cho tất cả biển cõi truyền nhiễm thành tịnh chuyển kiếp năm trưởng thành kiếp thanh tịnh đây là chủ kiếp luân luân thành tịnh vô lượng ước bồ tát đến khắp trong mười phương trang nghiêm đều như nhau trong kiếp thấy khác biệt hết thảy vô lượng ước bồ tát đều đến khắp đạo tràng mười phương sự trang nghiêm đều như nhau chẳng có gì mà chẳng giống ở trong hết thảy kiếp vì nghiệp của chúng sinh khác nhau nên sự thấy cũng khác nhau. Trong mỗi mỗi hạt bụi, cõi Phật như số bụi, Bồ Tát đều vân tập, cõi nước đều thanh tịnh. Ở trong mỗi hạt bụi đều có cõi nước trừ Phật, nhiều giống như số hạt bụi. Hết thầy tất cả Bồ Tát cũng nhau vân tập đến cõi nước đều trang nghiêm thanh tịnh. Thế tồn vào Niết Bàn, cõi đó trang nghiêm diệt, chúng sinh chẳng pháp khí, thế giới thành tạp nhiễm, trong hết thảy cõi nước khi có phật ra đời thì chúng sinh đều là người có phước máu cho nên tất cả đều trang nghiêm lấy ngũ cốc để nói trồng một lần thì thu hoạch bảy lần đến thời tự nhiên sẽ thành thục khi phật vào niết bàn thì tất cả cõi nước trang nghiêm đều tịch diệt vì sự trang nghiêm theo thế tôn mà vào niết bàn chúng sinh chẳng tu hành cho nên không thành pháp khí mới làm cho thế giới từ thanh tịnh mà chuyển biến thành tạp nhiễm nếu có phật ra đời tất cả đều chân tốt tùy tâm họ thanh tịnh trang nghiêm đều đầy đủ nếu như có phật ra đời thì hết thảy tất cả đều chân quý tốt đẹp tùy theo tâm của chúng sinh mà thanh tịnh tất cả trang nghiêm đều đầy đủ hiện ra sức thần thông chư phật thì hiện không nghĩ bàn lúc đó các biển cõi tất cả khắp thanh tịnh hết thảy sức thần thông của chư phật thì hiện không thể nghĩ bàn lúc đó tất cả biển cõi tất cả đều thanh tịnh chẳng có tạc nhiễm Bây giờ bồ tát phổ hiền lại bảo đại chúng rằng các phật tử nên biết thế giới hải có sự không khác biệt nhiều như số hạt bụi thế giới hải lúc đó bồ tát phổ hiền lại bảo đại chúng rằng các vị đệ tử của phật các vị nên biết thế giới hải có sự không khác biệt nhiều như số hạt bụi thế giới hải tướng thì có hình tướng có sự khác biệt tánh thì không có hình tướng, chẳng có sự khác biệt. Giống như tướng mạo con người có sự khác biệt, còn tánh của con người thì không khác nhau. Thế giới hải có rất nhiều thế giới. Mỗi thế giới có tướng khác nhau, còn tánh thì chẳng khác nhau. Đó là trong mỗi thế giới hải, có thế giới không khác biệt, nhiều như số hạt bụi thế giới hải trong mỗi thế giới hải chư phật xuất hiện hết thảy oai lực không khác biệt trong mỗi thế giới hải tất cả đạo tràng khắp mười phương pháp giới không khác biệt trong mỗi thế giới hải tất cả đạo tràng chúng hội của như lai không khác biệt trong mỗi thế giới hải tất cả quang minh của phật khắp pháp giới không khác biệt trong mỗi thế giới hải, tất cả sự biến hóa danh hiệu của Phật không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả âm thanh của Phật, các cùng thế giới hải vô biên kiếp trụ không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, pháp luân phương tiện không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả thế giới hải khắp vào một hạt bụi không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, mỗi hạt bụi đều có cảnh giới rộng lớn của tất cả chư Phật Thế Tôn Ba Đời. Thầy đều hiện ra ở trong đó không khác biệt thế giới hải không khác biệt phần già 10 thứ một trong mỗi thế giới hải có thế giới nhiều như hạt bụi thế giới hải đều có sân hà đại địa động thực khoáng vật như nhau chẳng có gì khác biệt hai trong mỗi thế giới hải có chư phật xuất hiện ra đời hết thầy đại oai thần lực đều như nhau vì phật với phật giống nhau cho nên oai lực cũng vậy ba trong mỗi thế giới hải hết thầy chư phật đều ngồi trong đạo tràng mà chấp cùng mười phương